Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thời kỳ hỗn loạn chính trị bắt đầu. Ngày 22 tháng 3, blog Tùng Phong trên VOA tiếng Việt bình luận Đốt lò hay đảo chính? Tác giả nhận xét dưới bề mặt phẳng lặng của cái ao tù chính trị nhàm chán ở Việt Nam, những cơn sóng ngầm lật đổ phía sau hậu trường, thanh trừng đấu đá không kém phần tàn khốc vẫn luôn diễn ra. Theo tác giả, Võ Văn Thưởng là hạt giống đỏ trưởng thành từ môi trường đoàn, được cho là người có nền tảng học vấn và phong cách rất tương đồng với ông Nguyễn Phú Trọng. Cả hai đều nghiên cứu chuyên sâu về lý luận triết học Marx Lenin. Hình ảnh bài trên blog Tùng Phong VOA. Tác giả đánh giá việc ông Thưởng bị buộc thôi chức chắc chắn ảnh hưởng đến uy tín của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và báo hiệu quyền lực thực sự của người đốt lò vĩ đại đã suy giảm đáng kể. Tác giả cho hay, sau khi ông Thưởng bị buộc thôi chức hôm 20 tháng 3, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng ông Tô Lâm sẽ ngồi vào ghế chủ tịch nước. Trên thực tế, chủ tịch nước dù chỉ được coi là chức danh biểu tượng, không có thực quyền trong hệ thống quyền lực của nhà nước Việt Nam, nhưng đó vẫn là một chiếc ghế trong tứ trụ với những đặc quyền lớn hơn bất cứ những ủy viên trung ương khác. Cái ghế chủ tịch nước hay chủ tịch quốc hội thường là bước đệm tốt cho những cá nhân có tham vọng tiến đến ngôi cửu ngũ chí tôn, tổng bí thư, hay vị trí béo bở là thủ tướng. Tuy vậy, vẫn tác giả, nhiều nguồn tin nội bộ cho biết, đến phút 89, ông Tô Lâm dứt khoát không rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an theo sắp xếp của Bộ Chính trị. Ba trường hợp còn lại đều không mặn mà gì với vị trí chủ tịch nước. Điều này khiến cho ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị rơi vào thế lưỡng nan. Cuối cùng, buộc phải đưa bà Võ Thị Ánh Xuân một lần nữa lên nắm quyền chủ tịch nước. Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tác giả bình luận công tác nhân sự cấp cao của đảng đang thực sự có vấn đề. Không những họ liên tục ngã ngựa mà ngay cả việc tìm nhân sự thay thế cũng rất khó khăn. Ở một khía cạnh khác, điều đó cũng cho thấy vai trò chủ tịch nước thực ra ai ngồi cũng được và không có thì cũng chẳng sao. Còn Bộ trưởng Công an bây giờ thích ngồi đâu không còn là do Bộ Chính trị quyết định. Tác giả đặt câu hỏi tại sao tướng Tô Lâm lại chọn thời điểm này để tấn công ông Võ Văn Thưởng và mục đích thực sự của ông Lâm là gì? Tác giả phân tích, từ trước tới nay, tướng Tô Lâm là thanh kiếm sắt trong tay ông Trọng trong công cuộc đốt lò. Ông ta có lẽ hoàn toàn tin rằng mình là ứng viên số 1 để kế nhiệm ngôi vị Tổng Bí thư. Thế nhưng, điều này đã thay đổi kể từ sự cố bò giác vàng vào năm 2021. Rõ ràng, với scandal để đời này, ông Lâm đã tự làm mất điểm trước mắt ông Trọng. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả nhận định, ông Tô Lâm là người có nhiều kẻ thù. Việc ông ta lập đại công phanh phui hai đại án, chuyến bay giải cứu và kit test Việt Á khiến cho hàng loạt quan chức cấp cao và cấp trung mất chức. Vô hình trung đã khẳng định quyền uy tuyệt đối của ông trên sân khấu chính trị Việt Nam. Bộ Công an liên tục mở rộng quy mô, quân số, ngân sách, chế độ đặc quyền và tự áp đặt các chính sách, gây ra vô số phiền hà cho nhân dân, rối loạn xã hội, làm tốn ngân sách và gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tất cả những điều này ông Trọng và Bộ Chính trị không thể không hay biết. Tác giả cho rằng ông Thưởng được coi như là Thái tử Điện Hạ khi trở thành Chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2023 với số phiếu gần như tuyệt đối, đã lộ rõ sự thân cận với bác Trọng, khiến Tô Lâm nhận ra mình không còn là sự lựa chọn nữa. Trong tình huống này, mọi ứng viên của vị trí Tổng Bí thư đều có khả năng trở thành mục tiêu công kích của Tô Lâm. Võ Văn Thưởng chỉ là cái tên đầu tiên trong cuộc đảo chính không tiếng súng, núp dưới danh nghĩa đốt lò. Điều này sẽ dẫn đến thời kỳ hỗn loạn chính trị và nạn kiêu binh tràn lan trong lực lượng công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thời kỳ hỗn loạn chính trị bắt đầu. Việt Nam cần thay đổi cơ chế để ổn định. Ngày 23 tháng 3, VOA tiếng Việt cho hay, giới quan sát, việc ông Thưởng thôi chức chủ tịch là cú sốc gây mất niềm tin. VOA dẫn nhận định của giáo sư Jonathan Linden thuộc Đại học Leiden University, Hà Lan, đồng thời là nhà quan sát chính trị Việt Nam, cho rằng một lần nữa chính trường Việt Nam bị sốc vì sự sụp đổ của một lãnh đạo lớn trong bộ máy đảng và nhà nước Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng từ lâu được xem là một người sạch sẽ, nhưng rồi sau cũng bị dính vào những hành vi không phù hợp với một lãnh đạo quan trọng trong bộ máy chính trị của Việt Nam. Học giả Nguyễn Khắc Giang thuộc Viện Isis Yusuf Ishak ở Singapore, một người quan sát tình hình chính trị Việt Nam,
thì chia sẻ quan điểm của ông với VOA rằng mặc dù cương vị của Chủ tịch nước chủ yếu mang tính nghi lễ, nhưng sự ra đi của ông Thưởng là một cú sốc nặng nề. Hình ảnh bài trên VOA. Đáng chú ý, việc hai chủ tịch nước từ chức trong vòng chưa đầy 2 năm làm dấy lên mối lo ngại về sự ổn định chính trị ở một quốc gia thường được khen ngợi về sự ổn định. Sự ra đi của ông Thưởng có thể sẽ làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng có thể làm trầm trọng thêm vấn đề trong bộ máy quan liêu vốn đã lan tràn ở Việt Nam kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng, theo ông Giang. VOA dẫn ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh đang ở Mỹ cho rằng dân hầu như không được thông tin gì một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Từ ngày 14 tháng 3 đã lộ ra các tin tức Võ Văn Thưởng từ chức chủ tịch nước. Điều này râm ran trong dân. Cho đến ngày 20 tháng 3 thì truyền thông chính thức trong nước mới xác nhận vụ việc này. Ngay sau khi truyền thông trong nước đưa tin thì thông tin đó vẫn chưa đầy đủ. Chỉ nói là vi phạm những điều đảng viên không được làm, rồi trách nhiệm của người đứng đầu, rồi ảnh hưởng đến uy tín của đảng. Nhưng thực chất, dân không biết ông này đã làm gì sai. Luật sư Mạnh đặt vấn đề, việc miễn nhiệm ghế chủ tịch nước và buộc ông Thưởng ra khỏi Bộ Chính trị là hình thức kỷ luật hay là cách để thay thế cho việc kỷ luật. Ngoài ra, ông Mạnh cũng cho rằng quyền can dự của người dân vào những việc hệ trọng của đất nước đã bị đánh mất. Người dân là người biết sau cùng. Ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Xuân Phúc, hai cựu chủ tịch nước bị phế truất trong vòng hơn một năm. Về chuyến công du của Hoàng gia Hà Lan đến Việt Nam bị hoãn vì tình hình trong nước cũng là do Hà Lan thông báo hôm 14 tháng 3, trong khi chính quyền Việt Nam không thông tin cho người dân trong nước. Giáo sư Linden bình luận, đó là điều đáng tiếc, vì chuyến thăm được kỳ vọng là có ý nghĩa tiêu biểu cho mối quan hệ của hai quốc gia. VOA dẫn lời luật sư Lê Quốc Quân ở Mỹ nhận thấy rằng vai trò của quốc hội, cơ quan đại diện của người dân đã bị đảng tiếm quyền. Cũng cái quốc hội đó, một năm trước, 99% giơ tay đồng ý phê duyệt một quyết định cho ông lên làm chủ tịch nước. Lần này, cũng cái quốc hội đó với 87% miễn nhiệm con người đó với những vi phạm. Tôi cho rằng trong chuyện này, đảng đã giật dây, chỉ đạo và làm điều đó rất thô. Quốc hội là đại diện của dân mà mới năm trước, năm sau, quay quắt lại một cách thô thiển. VOA cũng dẫn quan điểm của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành từ Sài Gòn, chỉ ra rằng việc cần phải làm không chỉ là thay đổi người, mà phải thay đổi cách quản lý nhà nước cho phù hợp. Thể chế của Việt Nam sẽ phải như thế nào? Vì việc này phát sinh từ trong cơ chế ra thì phải chữa bệnh. VOA cho biết tạp chí Time của Mỹ hôm 22 tháng 3 viết rằng sự bất ổn trong giới lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đang đặt ra những nghi vấn về sự ổn định chính trị của Việt Nam, khi nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của nước này đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới. Trang này dẫn lời các nhà phân tích cho rằng việc thay đổi lãnh đạo từ hệ quả của chiến dịch chống tham nhũng cũng đồng thời xuất phát từ sự cạnh tranh quyền lực trong nội bộ đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam cần thay đổi cơ chế để ổn định. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d